Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastgay. Hôm nay trên tay mình đây đó chính là chiếc Xiaomi Redmi Note 11 phiên bản 4G. Tuy nhiên thì cái phần mặt lưng của em nó hiện tại đã bị hư hỏng như các bạn có thể thấy. Để có thể phân biệt được giữa phiên bản 4G và phiên bản 5G thì các bạn cần lưu ý cho mình ở phần cụm camera. Phiên bản 4G sẽ gồm 4 camera nha các bạn và xếp lần lượt trên đó chính là camera chính, còn 3 camera phụ sẽ xếp lần lượt là 3 góc. Còn đối với phiên bản 5G thì chúng ta sẽ có chỉ 3 camera thôi, tức là một camera chính và hai camera phụ. Nói về linh kiện thì hai phiên bản này sẽ không thể nào tráo đổi được cái phần mặt lưng đâu, nên các bạn cần lưu ý điều này. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể yên tâm khi mà mang đến cửa hàng của Fastcare, các bạn chuyên viên cũng như tư vấn viên bên mình sẽ tiến hành tham khảo cũng như xem xét cái con máy bạn đang sử dụng. Điểm khác nhau giữa phiên bản 4G và phiên bản 5G nằm ở con chip. Với phiên bản 4G sẽ là con chip MediaTek Helio G96. Còn đối với phiên bản 5G chúng ta sẽ có một con chip mạnh mẽ hơn với Snapdragon 695 5G. Tại Fastcare thì bên mình cũng có cung cấp hai phiên bản linh kiện, cả phiên bản 4G và phiên bản 5G của Redmi Note 11 Pro. Sau này thì mức giá có thể thay đổi nên các bạn hãy lên ngay trang web của fastcare.vn để có thể đặt lịch giảm ngay 10% cũng như là tham khảo giá sửa chữa ở ngay thời điểm các bạn đang xem nhé. Về thời gian sửa thì bên mình sẽ sửa trong vòng khoảng từ 15 cho đến 30 phút, thông thường sẽ là 20 phút là các bạn có thể cầm máy về rồi. Và đây chính là video so sánh giữa mặt lưng mới và mặt lưng đã thay của chiếc máy. Về phần mặt lưng đã thay thì đã bị vỡ một góc ở kia, các bạn có thể cầm về sưu tầm cũng hoàn toàn bình thường nhé. Nếu bạn có thắc mắc nào đừng quên bình luận ở phần phía dưới của video này nhé. Rồi và cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Nếu có bất kỳ con máy nào cần sửa chữa, đến ngay với Fastcare.